rồi mọi người. Mọi người, fighting. Fighting. Một lần nữa, một lần nữa, fighting. Rồi chúng ta xuất phát ơi. Không nói nhỉ. Khách hàng đi Hàn Quốc rất là đông. Khi là chiếc máy bay Vietnam Airlines, là lát nữa chúng ta sẽ bay chuyến đó sang sân bay Incheon. Đây là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng quốc tế.
mọi người đã tập trung đầy đủ ở ga tàu điện đang chờ thủ tục nhập cảnh vào Incheon. Đoàn của huyện Esup rất là đông và dài. Hôm nay ít khách á. Cũng như này. Chủ yếu là đoàn của huyện Esup. Mọi người đang làm thủ tục nhập cảnh, hải quan nhập cảnh vô Hàn Quốc. Phạm ơi! Phạm! Đây chúng ta đang nhập cảnh theo từng tốp, từng nhóm. Giờ mọi người đã di chuyển về thành phố Incheon. Đúng là Hàn Quốc bãi xe rộng mênh mông à.
đây là phòng nông nghiệp của thành phố Iago Ikasan. Họ đi làm một quả một ô tô thôi chứ không có chiếc xe máy nào hết. Anh vào trước đi, đưa cái giấy mà viết cái mà làm cái địa chỉ ấy. Đây, mọi người đã được ông chủ lên đón. Cánh đồng lúa. Đây là vùng nông thôn không em? Khoai. Khoai tốt nhỉ. Khoai đậu đúng không nhỉ? Đậu. À, khoai bây giờ dở rồi thì chắc nó phải tốt trong đấy rồi anh ơi. Trồng xong cái là về chưa đầy một tháng nữa là sang đậu khoai đã được rồi. Đường nông thôn mà bằng đường chính quốc lộ mình. Đúng rồi, từ đây quốc lộ vào thì bên mình là tiêu chuẩn về... Việt Nam cũng được hỗ trợ nhiều lắm anh, cả nhà em có vườn thôi ấy, mình đăng ký mình quyết định mỗi mình trồng cái này cho cái kia, nhưng mà tiền nữa ta lấy vào còn sổ tài khoản. Không, ý là người ta đổi ra chuyển tiền trực tiếp. Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản, còn nó phân là mình đến là mình có cái phiếu ấy, là mình cần bao nhiêu ấy, bắt đầu là mua là được rẻ hơn nữa. Thì khi mình cầm cái phiếu nó đi mua ở các nơi.
không thì đây vậy được.